Chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Bí ẩn rừng núi của mình. Hôm nay mình tiếp tục lên rừng review xem xe chở keo như thế nào. Mời các bạn xem nha. Đây các bạn, xe đang ở trên đồi núi kia. Tí nữa các bạn xem xe xuống dốc này như thế nào. Đây xe chở keo các bạn nha. Xe tới nhà lên đây mệt quá. Xe chở keo múp mâm luôn. Rèn. Đấy các bạn xem này. Đấy, các bạn xem dốc này. Đây. Anh đi. Đoạn này là cua nghẹt đó các bạn nha. Dốc kinh khủng lắm. Xe này, dòng xe này rất mạnh. Đây cũng là dòng xe Taco các bạn nha. Có đoạn này cua rồi, rất nghẹt luôn, khó chịu lắm. Trời nắng gặp trời mưa ở đây là sẽ tời lên các bạn nha.
xuống dốc nha các bạn nha. Chú di chuyển quay lên test đã đi. Bỏ quay lên. Cái đoạn cua các bạn xem nha. Đoạn này nó nguy hiểm lắm. Nó quay bộ máy nó mới. Tắt máy em xuống cho tiền quà gì. Bây giờ các bạn xem cái xe xuống dốc các bạn nha. Đây là một dòng xe tải Taco Fallen. Tôi đứng đây quay cũng sợ các bạn nha.
kèo rất nhiều các bạn nha, chở múc mâm luôn này, kèo đại xe luôn. Rồi thoát khỏi hết cái dốc này xuống đoạn kia là đoạn đường bằng các bạn nha. Như vậy tôi đã đi review xem xe cho keo tôi xuống một cái dốc này các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Nếu các bạn xem thấy hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nha, để theo dõi các video tiếp theo.